gì mà đau dữ vậy trời? Nó dọn bị chó ma cắn hay gì em ơi? Có một lỗ bầm đen nè. Chó ma nào cắn? Con chó nhà mình hồi tối nó cắn ông đó. Rồi nó khùng hay gì tự nhiên nó cắn tôi vậy trời? Hồi tối xỉn về không biết gì luôn. Về tới nhà được là hên rồi chứ đó biết gì nữa. Hồi tối ông xỉn á, vô nhà không thấy đường, ông đạp con chó nó cắn ông chứ gì. Con chó mình thường ngày nó hiền lắm mà ta. Nó tướng ông chà bá, ông đạp tôi chịu không nổi nữa, ông đạp nó cắn ông là phải rồi. Thiệt chứ. Hên là chích ngừa nó rồi đó. Rồi nó có sao không? Nó ngủ rồi. Cái gì? Chó giờ này ta thức ta giữ nhà, chó gì giờ này ngủ như heo vậy trời? Nó xỉn, nó ngủ từ hồi tối giờ chưa tỉnh đó. Hàng gì sáng súc miệng lông không? Ăn nhậu cho cố xác. Nay cuối tuần cá đi ăn nhậu hết hay gì, ngồi cả tiếng đồng hồ không thấy dính con nào hết trơn nghe trời. Thiệt chứ. Nay chắc ăn khẩu quẹt nữa quá. Trời ơi, tao tức thiệt chứ. Khốn nạn thiệt chứ. Nó ăn không còn mới biết mồi nữa mà nó không chịu dính nữa. Lô. Ông về đây ông coi thằng con quý tử của ông nè. Đang câu cá về gì trời? Ông không về hồi là tới công chuyện với tôi thiệt đó. Cái gì nữa không biết nữa. Không yên vậy chứ. Ủa? Gì trời? Mày ở trong nhà mày phanh tay cho tao nha. Chừng nào tao cho buông mới buông nha. Mày ơi, cái gì mà làm sùm hết trơn với em? Con ông ít, nó quậy quá. Nó vậy đó. Nói em hoài. Con cái nó còn nhỏ, có gì từ từ nói. Thời buổi giờ còn cầm cây đánh đòn nữa. Bây giờ người ta xài cái phương pháp dạy con không cần đòn roi, em hiểu không? Ừ, không đòn roi. Nè, ông coi đi. Cái gì? Trời ơi trời. Rồi nó đâu rồi? Nó ở trọng á. Thiệt chứ. Tao bán biết bao nhiêu con cá mới mua được con sữa. Đục lủng lỗ hết trơn. Tao nện cho một bữa nè. Đâu rồi?